Are you satisfied with the one point that we got today? Yes, I could say because always away game is difficult and hard. And the Jalai team, I know about many players. They have a good technical ability and fast. So before, when I joined the national team, I worked for these good players, and that's why I understand or I know about their characteristic of play. Có thể nói là đối với những trận đấu sân khách thì cũng là rất là khó khăn. Riêng với đội Hoàng Anh Gia Lai thì cá nhân tôi đánh giá họ là đội bóng có lối chơi kỹ thuật, nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, chơi bóng rất là nhanh. Khi tôi có thời gian làm việc tại đội tuyển U23 thì tôi đã từng làm việc cùng một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và tôi đã nắm được cái cá tính và cách chơi bóng của những cầu thủ này, thì có thể nói là cái kết quả này tôi tạm hài lòng. Chị ngày hôm nay ông Phát đang xem thì đang dự khó cái trận đấu này thì đã ảnh hưởng gì tới tâm lý của các cầu thủ không? Today Mr. Park Hang Seo visit this match and watch it. His presence, does it influence our result? And the players' feelings when playing? I think not only our players, even all teams, the strong candidate to the national team player, they focus on playing their quality. So I think both teams, or the players of both teams, and have in mind, this is a good chance for me. Then the players, I think, made a good effort. Không chỉ là cá nhân tập thể Việt Nam mà tất cả các đội bóng khác, nếu mà có sở hữu những thành viên là ứng cử cho xuất đá ở trong đội tuyển quốc gia thì tôi nghĩ là những cầu thủ đấy đều cố gắng nỗ lực chứng tỏ bản thân và đều thể hiện cái khả năng tốt nhất của mình trên sân. My opinion surely influence. Thế nên với theo quan điểm when he show on the field. Theo quan điểm của tôi thì chắc chắn là cái sự xuất hiện của huấn luyện viên trưởng của quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ, sẽ thúc đẩy và làm cầu thủ nỗ lực hơn, chơi bóng mạnh mẽ hơn. Hoàng Anh Gia Lai là một đá tốt nhưng sang hiệp 2 thì gần như là khó lên bóng hơn, thì ông đã thay đổi điều gì ở giữa hiệp? Gia Lai play pretty well in the first half, but they have difficulty building up on the second half. What change did you make to influence that? The game rhythm is always related to conditional levels, conditional quality. So I had a confidence to turn over this rhythm from first half to second half. So I trust our players because our players have a good conditional quality. Đối với tôi thì cái nhịp độ của trận đấu nó được quyết định bởi cái thể trạng và yếu tố thể lực của cầu thủ. Tôi rất là tự tin khi bước từ hiệp 1 sang hiệp 2 bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị cái thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ để mà đối diện những cái áp lực ở trong cái trận đấu tiếp thứ hai. But as I already mentioned about the characteristic of Jalai players, many good players. In the first half,
they focus on attacking, more attacking. So that's why I changed little tactical situations. So I prepared more stable in the middle area. Then second half, I focus on you can make a possibility to attack more. Đội Hoàng Anh Gia Lai thì ở hiệp 1 họ tập trung vào chơi tấn công, và ở hiệp 2 thì tôi đã có một chút sự thay đổi ở khu vực giữa sân. Tôi đã cố gắng tìm thấy cái sự cân bằng ở đội hình, và ở hiệp 2 thì tôi cố gắng xoay chuyển để tạo ra nhiều cơ hội và chơi tấn công nhiều hơn. Ông có thể cho biết về chấn thương của Hoàng Hải. What is your feeling about Quang Khải's injury? Khải. I need to check first what's going on with him. But I heard just a little information about him. Not heavy serious. So I hope just a little damage. Tôi đang sẽ cần nhiều thông tin hơn để nói về chấn thương của Quang Khải. Với những gì tôi biết thì tôi hy vọng là đấy sẽ là một chấn thương mà không có nhiều cái tức là sẽ Quang Khải sẽ nhanh chóng hồi phục và quay trở lại, không phải là một chấn thương quá nặng. Ông đã nói về cái điểm mạnh của Gia Lai, thì ông có thể nói về cái điểm yếu mà cái điểm mà mình có thể khai thác để đi vào tiếp lại. You said that Gia Lai player has many strong points, strength. What did you see about their weakness, and how do we take advantage of Gia Lai's weakness to score goals? Actually, I analyzed their strong point. They play more focus on attacking with supporting from the behind. So this case, more attacking means weakness, weak point is behind. So that's why I focused and I prepared this control or this play for our strong point. Change our strong point. So we target this behind the area. Khi mà tôi phân tích về đối thủ thì tôi tập trung vào những cái điểm mạnh của các bạn. Thì tôi thấy cái lối chơi của Gia Lai rất là thiên có xu hướng thiên về tấn công. Đó, và một khi mà mình tập trung vào mặt trận tấn công thì mình sẽ để lộ ra những cái điểm yếu ở phía đằng sau lưng hàng phòng ngự. Thì đó là cái nơi mà tôi dặn dò các học trò của mình để tập trung bóng và khai thác những cái khoảng trống đấy để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. So với thời năm 2018 rất thì những cái lưới của những công cụ sân trường đến bây giờ họ thay đổi những điều gì rồi? You work with some of the Gia Lai players back in 2018. What did you see? They have changed. How they developed themselves through these years? That time, they were still young, Uhaiba. But I see now, it's mature. It's more confidence and more relaxed. It's a little many things change. So they have more confidence as much as or as long as they get the in experience in the national team. Khi tôi làm việc với các bạn thì lúc đó các bạn vẫn là cầu thủ trẻ, độ tuổi U23,
Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể nhận thấy hai cái sự thay đổi về trong rõ rệt trong các cầu thủ, đó là họ đã có thêm sự trưởng thành và sự tự tin trong lối chơi. Chắc chắn là khi mà họ có nhiều cơ hội để được ra sân thi đấu và có mặt ở trong đội tuyển quốc gia thì nó đã giúp cho các bạn có thêm cái phẩm chất trưởng thành và tự tin hơn. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Minh là một cầu thủ trẻ và cũng khá là tiềm năng, nhưng mà hôm nay thì ông đã không cầu vào sân và cầu đã ghi bàn. Ông có ấn tượng gì về cầu thủ này? Hoàng Minh, you sub him in the second half. Min. And he scored the equalizer. So what is your opinion on about this player, very potential player? Before I select the players, I thought many things, many happening, many situations. Who is the best position there? So Min is very active and very powerful and top guy, very small but top guy. So I expected just to support our attackers, but he did himself his best way, best chance. Đối tôi thì Minh là một cầu thủ trẻ, nhưng mà cậu có sở hữu những cái phẩm chất. Đầu tiên là cậu có sức mạnh, thứ hai là cậu rất là năng động và hoạt bát trên sân, và thứ ba là luôn luôn hỗ trợ tốt cho các đồng đội tấn công. Đó thì tôi khi mà chuẩn bị cho trận đấu thì tôi đã đưa ra những tình huống có thể xảy ra, và khi có cần sự hỗ trợ thì Minh đã được thay vào ở vị trí đó. Thì cậu đã làm tốt hơn những gì tôi kỳ vọng, là hỗ trợ tấn công và cậu ghi bàn. Okay. Okay, thank you very much. Come on.